Xin chào các bạn, quay trở lại kênh Đúng 10 rồi. Và đây là anh Sáng. Hôm nay anh Sáng qua đây chơi rồi, anh em gặp gỡ nhau lâu lắm. Quá từ bữa cơm dịch. Tranh thủ có anh Sáng ở đây thì rất là nhiều anh em muốn anh Sáng lên kênh của mình. Nào, hôm nay mình đã có mới về được 3 mùi hương. Để chuyển từ... cát xe nhá, mới... ăn nữa gửi tài khoản. Mới từ một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha, El Ganso, đây là một cái thương hiệu hình như là về cái thời trang. Cũng nổi tiếng ở Tây Ban Nha hay sao? Nhưng mới bắt đầu làm về nước ngoài hay là lâu cũng lâu cũng mới, họ cũng không có nhiều sản phẩm lắm. Các bạn có thể xem qua về phần ngoại hình ở đây. Anh thấy cái ngoại hình này nhỉ? Nói chung là chai lọ nhìn hơi đơn giản. Đơn giản. Cái điều đơn giản đó là rẻ tiền. Đúng là nhìn vào cái vỏ ấy. Cái vỏ hơi lỏng. Thực ra nếu mà mua chai này mà ông nào đang nghi dễ nghi ngờ hàng fake thì trông nhìn thế. Nói chung là về ngoại hình thì em nói thì hơi đơn giản. Nhưng mà cái em này thấy cái nắp này. Cái nắp thì ok. Anh thích cái nắp này. Nhưng mà cái nắp này nó làm em liên tưởng đến mấy cái thương hiệu thời trang gì ở Mỹ kiểu. Anh không có một cái khái niệm nào, nhưng mà anh thích cái nắp này. Bởi vì cầm thích ấy. Về cái độ gia công mà dây dợ này là cũng rất là ok. Không làm quách được. Không làm quách được. Đấy, nhà ba ba tốt. Đấy, đúng rồi. Dây dợ làm nhà ba ba tốt. Đấy, và ngày hôm nay thì mình và anh Sáng sẽ quick review nhanh cho mình cho các bạn ba mùi hương ở đây. Và quan trọng là sẽ bật mí giá nữa cho các bạn biết. Đồng đầu nhau, bắt đầu. Anh thích chơi chơi nào? Anh chơi nào? Chơi after game trước đi. Chơi game. Sau khi chơi, nghe dữ dội như này. Vòi chơi này xịt rất là thích, tí em đưa anh xịt một con ha nữa. Vòi xịt ấn rất là sướng em. Bên cầm muộn. Một cái mùi mùa hè. Thế là em đến bây giờ là rất với các bạn là mình cũng chưa xịt. Mình mới chỉ ngửi qua kiểu đầu vòi thôi. Nhà này là giá rẻ. Giá rẻ, rất rẻ, dưới triệu. Nhưng mà tất nhiên thì về gọi là chất ngoại nguyên liệu thì không thể đòi hỏi, nhưng mà nói thật là cái chai này làm bergamot rất là mượt luôn, anh nói thật. Em phí Dior Homme Colonial chính xác. Theo như mình những gì mình tìm hiểu về chai hoa này thì là clone của em nó. Dior Homme mùi khá là mượt, mùi không cảm thấy như kiểu là quá là thô hoặc là hóa học hoặc là gắt nào, nhưng mà là mùi rất là mượt. Nhưng mà không biết là mình nếu mà vào mùa hè ở Việt Nam mình Hà Nội có trụ được 3 quất không? Chắc là cũng... Anh thật ra thì về bình thường cái mùi citrus hiếm mùi có thể trụ được ở cái mùa hè Việt Nam. Một là sẽ bay màu nhanh. Đúng rồi. Hai là sẽ đau đầu. Nó chỉ bay như là khả năng cao là chai này cũng chỉ được tầm khoảng 3 tiếng nếu mà dùng ở Việt Nam mùa hè. Nói chung là mùi con này là giống với Dior Homme Colonial này, Jimmy Choo Iceman. Chính xác. Kiểu như thế, cái style mùi. Cái style mùi kiểu đấy. Thì tất nhiên thì dùng những cái mùi như này nó dễ dùng. Đi đâu cũng xịn được, làm cái gì cũng được. Thể thao chứ cũng được. Nhưng mà có cái nhược điểm là mùi nó quá là đơn giản. Đơn giản. Nó có thể là mới dùng, mới xịn thì thấy thích, nhưng mà lâu dài thì dễ chán. Nó đúng kiểu là nếu bạn nào chỉ cần một chai để xịt cho nó có rồi ấy. Đúng rồi. Thì đây là một cái mùi mà mình nghĩ là khá là ok. Nói chung là anh em nào mà cần một cái mùi dùng mùa hè, không cần biết là nó ấn tượng như nào, mà chúng ta chỉ cần xịt để mà đi ra ngoài và mọi sạch người sẽ thấy ok thì con này ok. Mà nhất là bây giờ với Dior Homme Colonial anh thấy không thấy phổ biến hàng cho lắm. Đúng rồi. Mà giá không cao. Em mày thông báo các bạn là dưới 1 triệu đồng hạ bài. Ok, bây giờ thì chúng ta đến với mùi tiếp theo. Đấy nhá, em cho anh xịt cho này. Con Bravo đi. Bravo. Anh đã thấy lương về đấy. Và anh cứ ấn mạnh mẽ vào anh ạ. Anh sẽ. Ô con này. Vòi sướng. Vòi ngon đấy. Được đấy. Nhiều chai đắt tiền nhưng mà làm cái vòi xịt lợm. Kiểu phịt như kiểu nấu nước bọt ấy. Nhiều chai đắt tiền nhưng mà làm cái vòi xịt lợm. Kiểu phịt như kiểu nấu nước bọt ấy. Đâu phải chọn riêng con này cho anh Sáng để anh Sáng xịt. Con này nói chung một bản clone gọi là anh không quá thích.
anh biết thì sao không người anh không có thích đâu, tại vì nó khá là giống so khá với là giống nhưng mà làm một cái có thể là một bản clone nó chưa được hoàn hảo cho lắm. Anh không thích mùi, anh cảm giác luôn. Đây nhá, để em phịt con này ra cho anh để anh thẩm sai nhá. Bình thường anh không thích bản gốc rồi. Thực nhiên là thực ra anh đều không thích bản gốc. Nhưng mà thôi review các bạn thì em mình cố gắng. Mà anh thấy không? Anh thấy nó có nét giống nhau, đồng gần như khá là giống luôn. Đúng không? Santa Baba. Chính xác luôn, nó rất là giống. Giống nhưng mà anh cảm giác rằng con này có nào nó vẫn có nét tươi hơn. Từ từ mà nó nhẹ nhàng hơn. Nó không kiểu dày như sao không dày như Santa Baba. Thì nói thế nào nhỉ? Anh em nào mà thích tông gỗ là một cái mùi thuần gỗ giá rẻ. Đấy. Tầm dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu. 1 triệu thì ok. Bravo. Nói chung là hai anh em không cần phải nói quá nhiều bởi vì đã nói là clone của Santa Baba thì đấy là mình nghĩ là các anh em đều rất là rõ đều là có thể hiểu tông mùi là như thế nào rồi, không cần phải nói nhiều. Bây giờ chúng ta đến hero đơn giản. Em không thích xỉn đến trên bàn mà tại vì bảng hộ. Đây, anh con này chắc là cũng anh sẽ thích. Dễ đồng ý, dễ. Nếu mà để mà mua chai mùa hè, anh sẽ chọn con này hơn là con After Game. Bởi vì con này mùi cảm giác nó sống động hơn. Con này thì mùi thì cũng là mùa hè đấy nhưng mà cảm giác nó chỉ có một cái mùi chỉ từ lúc bắt đầu xịt cho đến lúc về sau nó chỉ có một cái kiểu mùi như thế. Còn chai này thì chai gì tên là gì nhỉ? Hero. Con này em quen thuộc. Mà con này anh không nhớ ra là chai nào nhưng mà anh thấy mùi rất là quen thuộc. Con này theo như mình tìm hiểu thì nó là một chai clone của Aquani Pagma. Mình sẽ để hình ở đây cho các bạn. Nhưng mà thực ra thì em chưa ngửi chai đấy. À thế? Em chưa ngửi con Aquani Pagma kia. Nếu mà là về so sánh thông tin thì bảo là clone Aquani Pagma là mấy cái chai màu xanh ấy. Cái lai màu xanh ấy. Nhưng mà cái lai đấy có một cái nhược điểm là bám siêu kém. Anh nghĩ là chai này cũng không phải là ngoại lệ. Chai này thì em chưa xịt nên là chắc là sẽ hẹn các bạn trong một cái video cụ thể hơn là mình sẽ nói về độ bám quả. Đây chỉ là quick review thôi. Nhắc đến cái line màu xanh đấy của nhà Aquani Pagma là nó mang rất là những cái đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Có nếu như các anh em hay xem những cái bộ phim của Ý thì chúng ta sẽ thấy là biển cả xong bắt đầu những cái vườn hoa quả trái cây nó ngay bên bờ biển ấy. Thì những cái line của cái Aquani Pagma có những cái line màu xanh đấy thì khi mà anh em mình xịt thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ, nó mang những cái nét đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Còn nó nét đặc trưng gì thì mình chưa đi bao giờ đấy, mình không biết. Chỉ cái lắm anh em mình đi du lịch đi qua màn ảnh nhỏ thôi, xem qua màn ảnh nhỏ thì thấy thế thì bảo thì thấy là thế, biển xanh nắng vàng mấy quả chanh nắng vàng đấy, đúng không? Chỉ thế thôi, đúng không? Thì người ở đây thì nó cũng kiểu anh thích chai này hơn là con After Game. After Game này thì nó bị đơn giản, đơn điệu quá. Đúng rồi. Còn con này thì mình nghĩ là sẽ hay hơn nhưng mà chắc là với mình độ bám tỏa nó như anh Sáng nói nó sẽ rất là khó, sẽ có thể hơi yếu. Nhưng mà nếu như để mình sẽ làm hẳn cái video để mình test thêm, tại vì hàng đây cũng mới nhận, anh Sáng thì chơi đường một quá anh em chẳng biết quay gì nên là thôi để quay thịt gà muộn ngon. Nói chung là về đánh giá anh thì về sơ bộ nhà nước hoa này thì giá tiền đã thứ nhất. Giá tiền thì... đây là một chai 100 ml à? Không, hay là 125 ml. Ở cái mức giá là cho là 1 triệu đồng đi. 1 triệu đồng. Các bạn sở hữu 125 ml tính ra mỗi 10 ml về giá tiền 125 thì là ok. Còn về mùi hương thì dù sao thì nó là những cái mùi của những cái phiên bản clone của những cái mùi mà đỉnh đám khác. Thì nó tùy thuộc theo gu của các anh em. Có thể là có những anh em thích mùi Dior Homme Cologne, có những anh em không thích. Thì nếu mà chúng ta là những người mà thích Dior Homme Cologne thì After Game này chẳng hạn
là một cái sự lựa chọn thay thế về mặt kinh phí, về mặt nhưng mà nếu mà tính về giá là chưa chắc là đã được bằng đời nhá. Đúng rồi, hôm có lớp nhơ thì nó lên quanh tầm 2 đồng thôi đúng không, con này là đã đồng rồi. Anh nghĩ là phải hơn bây giờ đi, bây giờ như nào, nhưng mà cao đấy, anh em nào quan tâm thì cứ đúng thì inbox của anh Sáng. Nói chung là không, anh em gì quá. Nói chung là anh em nào mà thích mùi clone của những cái chai mà Kiên sẽ lít ra thì anh em mua sẽ không phải lăn tăn, vì nó thật ra mùi nó giống hệt nhau, anh không thấy có một cái gì khác biệt cả. Không biết là Kiên đánh giá chai này, nhà này thế nào? Đây cũng là lần đầu tiên mà mình xịt gọi là một người một cách đàng hoàng nghiêm túc, chứ mình bình thường mình toàn xịt xong rồi chạy ra đường thì nó cũng xịt theo kiểu lẳng lơ kiểu tại vì còn đang nhiều cái khác. Thì cảm nhận của mình thì mình đánh giá rằng là chai thì hơi xấu một tí, nhưng mà giá thì rất là rẻ, mùi làm clone rồi, được hai mùi làm khá là ok. Mình đánh giá ở trên cái mức độ là mùi thôi, chưa tính về độ bám tỏa, tại vì cũng cần phải test. Nhưng mà theo những cái mùi Santo Baba này mình Bravo là mình gửi thì nó bám rất là tốt. Thì đấy là những cái điều mà mình muốn chia sẻ trước tiên với các bạn. Tại như hôm nay là một cái video vui video của mình, quick review của mình với anh Sáng. Cụ thể đi sâu thì mình sẽ làm video sau. Bây giờ xong nhỉ? Quả pizza nhỉ? Thôi em tắt máy thôi, rồi pizza thôi. Chào anh em nhỉ? Ok, xin chào anh em.